Ngân nè, à, anh biết là em cũng thường xuyên đi chợ để mua thực phẩm Vậy em biết là lựa miếng thịt như thế nào là tươi ngon mà không có hàng sử dụng không em? Em nghĩ là với nhiều cách bảo quản thịt như hiện nay thì cũng khó phân biệt lắm đó anh Nhất là những người ít khi mua thực phẩm tươi sống từ thịt Thịt đỏ theo cách hiểu truyền thống là các loại thịt mang sắc đỏ khi còn tươi và không đổi thành màu trắng khi nấu chín Đây là thịt từ các loại động vật như là bò, thịt cừu, thịt heo, thịt dê, thịt ngựa, thịt trâu Thịt ở các loại động vật này có màu đỏ chính là do các chất oxy hóa trong các hêm, nhóm thay thế chưa các nguyên tố sắt màu đỏ tạo nên. Trong thịt đỏ có rất nhiều chất dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu chế biến đúng cách và tiêu thụ với số lượng hợp lý. Dù vậy, nếu trường hợp ăn phải thịt đỏ hư hỏng có thể gây đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, viêm màng não hoặc nặng hơn. Và để tránh điều này, cần nhận biết các dấu hiệu phân biệt của từng loại thịt hết hạn sử dụng cụ thể là mùi hay màu để tránh ngộ độc không mong muốn. Điều đầu tiên cần làm trước khi tiêu thụ thịt đỏ là xem màu sắc của miếng thịt. Thịt tươi thường có màu đỏ, có thể có ánh kim loại do chứa sắt. Nếu miếng thịt có màu nâu hoặc là chuyển sang màu xanh lá cây, bạn không nên mua hoặc là ăn nó. Tiếp theo cần chậm nhẹ vào miếng thịt nếu miếng thịt có vẻ mềm nhũn hoặc là dính trên tay của bạn, điều đó có nghĩa là nó đã bắt đầu thối rữa. Cuối cùng hãy thử ngửi miếng thịt, nếu thịt đỏ bị hỏng có mùi chua, gợi nhớ đến mùi amoniac. Để tránh lãng phí, hãy hết sức cẩn thận khi chọn những miếng thịt đã đóng gói sẵn trong siêu thị. Xem kỹ hạn sử dụng để không chọn phải miếng thịt quá hạn hoặc là sắp bị hỏng. Khi mua về hãy sử dụng trong vòng 2 đến 3 ngày là lý tưởng nhất. Nếu bạn đông lạnh thịt, hãy cân nhắc rã đông thịt trong nước lạnh hoặc là trong ngăn mát tủ lạnh để ngăn vi khuẩn phát triển. Cuộc sống hiện đại với khá nhiều bận rộn lo toan, nhưng cũng đừng vì thế mà buông lỏng việc lựa chọn thực phẩm an toàn. Ngày nay, rất nhiều người kinh doanh vì lợi ích kinh tế hàng ngày vẫn tuần hàng kém chất lượng ra thị trường để tiêu thụ. Hãy là người tiêu dùng thông thái, lựa chọn thực phẩm sạch, có trách nhiệm đối với sức khỏe của chính bạn và gia đình.